Đáp án các câu trắc nghiệm mô đun chính. Môn mỹ thuật. Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh tiểu học. Ảnh chụp các câu trả lời mình để trong phần mô tả nha. Đáp án câu hỏi trắc nghiệm đầu vào. Câu 1. Câu 2. Câu 3. Câu 4. Câu 5. Câu 6. Câu 7. Câu 8. Câu 9. Câu 10. Đáp án câu hỏi trắc nghiệm. Câu 1. Câu 2. Câu 3. Câu hỏi trắc nghiệm nội dung 1. Câu 1. Câu 2. Câu 3. Câu 4. Câu 5. Câu hỏi trắc nghiệm nội dung 2. Câu 1. Câu 2. Câu 3. Câu 4. Câu 5. Câu 6. Câu 7. Câu 8. Câu 9. Câu 10. Đáp án câu hỏi trắc nghiệm. Câu 1. Câu 2. Câu 3. Câu 4. Câu hỏi trắc nghiệm nội dung 3. Câu 1. Câu 2. Câu 3. Câu 4. Câu 5. Câu 6.
Câu 7. Câu 8. Câu 9. Câu 10. Câu hỏi trắc nghiệm nội dung 4. Câu 1. Câu 2. Câu 3. Câu 4. Câu 5.